Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, sau 9 năm trường kỳ chiến đấu gian khổ, ác liệt với bao hy sinh mất mát, Hà Nội đã trở lại với vị thế tầm vóc thủ đô của nước Việt Nam. Cuộc hành quân lịch sử vào thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 1954 không chỉ là ngày hội lớn với người dân Hà Nội mà còn là niềm hạnh phúc của cả một dân tộc. Màn thực cảnh ngày về chiến thắng tái hiện cuộc hành quân lịch sử vào thủ đô Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 1954. Đây là kết quả của trận quyết chiến chiến lược tại Điện Biên Phủ năm 1954. Buộc Pháp phải ký hiệp định Geneva công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam. Đi lại trên phố Hàng Đào, ông Dương Tự Minh vẫn vẹn nguyên cảm xúc của 70 năm trước. Ông Dương Tự Minh, thành đoàn Hà Nội năm 1954 cho biết, người dân rất mừng rỡ vì bộ đội ta về giải phóng. Lúc đó, hạnh phúc nhất là khi ra đường không có thấy cái bọn hiến binh không sợ bị chặn lại để bắt lính. Ông Nguyễn Thủ, Trung đoàn Thủ đô, Đại đoàn 308 năm 1954 cho biết, được Bác Hồ nói chuyện đây là về tiếp quản thủ đô, ông và đồng đội mới thấy đây là một vinh dự lớn của Trung đoàn Thủ đô. Trận đấu hy sinh 60 ngày đêm, thì bây giờ ông và đồng đội là những người được hưởng cái vinh dự ấy. Cửa Bắc thành Hà Nội, còn lưu dấu hai vết đạn thần công của Pháp khi chiếm thành Hà Nội, dấu ấn đau thương khi Hà Nội rơi vào tay người Pháp. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, các đơn vị tham gia tiếp quản thủ đô đã tập trung về đây dự lễ chào cờ do Ủy ban Quân chính thành phố tổ chức. Đại tá Bùi Gia Tuệ, Trung đoàn Đại đoàn 308 năm 1954 kể lại rằng có tiếng còi vang lên và ông cùng đồng đội ngước lên thành cửa Bắc. Thấy cờ của ta đã kéo lên, bao nhiêu năm ở trong thành phố Hà Nội chỉ có cờ của Pháp, bây giờ cờ của ta bắt đầu xuất hiện. Lễ chào cờ đầu tiên ngay sau khi Hà Nội được giải phóng diễn ra tại sân Hoàng Thành Thăng Long. Hòa bình lập lại sau hơn 8 năm Hà Nội bị tạm chiếm. Sự kiện mở ra một thời kỳ mới trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long, Đông Đô, Hà Nội. Giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, Đại học Quốc gia Hà Nội nhận định Kết thúc chiến tranh, nó có hai sự kiện cực kỳ quan trọng, một là thắng ở chiến trường và hai là giành lại thủ đô. Do đó, sự kiện mùng 10 tháng 10 là biểu tượng đỉnh cao của chiến thắng trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, mà nói rộng ra, nó còn là khát vọng của gần một thế kỷ dân tộc Việt Nam đã ước mong ngày đó, bởi chúng ta mất chủ quyền từ cuối thế kỷ 19. Tiếp quản thủ đô, cuộc chuyển giao quyền lực mang tính hòa bình giữa ta và Pháp. Kể từ mùa đông năm 1946, phố phường thành trận địa sau hơn 8 năm, người Hà Nội mới lại được tự do khi thủ đô giải phóng. Sau ngày giải phóng thủ đô Hà Nội, nhân dân lao động làm chủ vận mệnh của mình, bắt tay vào xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đây là sự nghiệp cách mạng vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân, trong đó có sự đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội. Phát huy khí thế hào hùng của những ngày tháng lịch sử, giờ đây Hà Nội đang chuyển mình vươn lên mạnh mẽ để xứng đáng là thủ đô trái tim của cả nước. Kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô là dịp mỗi người dân nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, sự trưởng thành và phát triển của Hà Nội. 70 năm trôi qua kể từ ngày đoàn quân giải phóng tiến vào tiếp quản thủ đô, viết nên bản hùng ca trong cuộc chiến đấu bảo vệ Hà Nội. Đã có nhiều tranh ảnh tư liệu lưu giữ lại những ký ức về ngày mùng 10 tháng 10 lịch sử. Trong hàng trăm hàng vạn những tư liệu quý giá đó, có những bức ảnh rất đặc biệt lưu giữ lại khoảnh khắc lịch sử của dân tộc và cũng lưu giữ cả ký ức của những gia đình nơi phố của Hà Nội. Những nhân chứng lịch sử năm ấy đã kiên cường bám trụ và cống hiến cho thủ đô. Ngày 10 tháng 10 năm 1954, bức ảnh được chụp trước cửa nhà số 78 phố Hàng Đào của gia đình bà Lan Hương. Thiếu nữ cùng dòng người nô nước chào đón đoàn quân giải phóng năm đó, giờ đã 82 tuổi. Bà Hoàng Lan Hương 82 tuổi phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm Hà Nội chia sẻ rằng, người bố của bà bảo đi lên hàng mã, mua giấy xanh đỏ tím vàng làm dây xúc xích treo cửa. Bà với chị gái bà làm gần như suốt đêm, sáng hôm sau treo luôn lên cả nhà ùa ra. Chàng thanh niên Lê Sử 17 tuổi năm ấy, hàng xóm sát vách, giờ là chồng bà Hương, là người đích thân bấm máy bức ảnh này. Ông Lê Sửu, 87 tuổi, phố Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết chính quyền mới là chính quyền thực sự, đuổi thực dân đi và mang lại độc lập tự do, nên khi đoàn quân về, tất cả thành phố ào ạt ra đón. Bức ảnh lưu giữ khoảnh khắc lịch sử của dân tộc đó, sau này đã trở thành kỷ vật thiêng liêng của gia đình ông Sửu. Ông Lê Sửu cho biết thêm rằng, trong khoảnh khắc lịch sử đó có em trai ông đứng bên vỉa hè. Chỉ 10 năm sau, chính em trai ông Sửu là quân giải phóng, vào Nam và đã hy sinh, gia đình ông không tìm thấy mộ, thì bức ảnh này đối với gia đình ông là rất vô giá. Cũng tại khu phố cổ Hà Nội, bức ảnh đặc biệt được gia đình Phó Giáo sư Hoàng Văn Sơn treo trang trọng cạnh ban thờ tổ tiên của dòng họ Hoàng. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc bác sĩ Hoàng Thụy Ba, Chủ tịch Hội Y sĩ Bắc Việt thời đó, tặng hoa cho bác Hồ trong buổi gặp mặt đại biểu nhân dân thủ đô tại Bắc Bộ Phủ. Sau khi quân giải phóng về tiếp quản thủ đô, bức ảnh đã được bác sĩ Trần Duy Hưng, lúc đó là phó chủ tịch ủy ban Quân quản thành phố Hà Nội trao tặng lại cho gia đình. Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Sơn 86 tuổi, phố Đường Thành, quận Hoàn Kiếm Hà Nội cho hay, bác Hồ nói rằng đồng bào và nhân dân thủ đô phải gương mẫu cho toàn quốc, bố ông đã kính trọng và nghe theo bác Hồ, đã là một người trí thức cho đến cuối đời và làm tốt nhiệm vụ ngành y của mình. 70 năm đã trôi qua, có những khoảnh khắc đã đi vào lịch sử và cũng có biết bao thế hệ vẫn đang nối tiếp tinh thần yêu nước để dựng xây Hà Nội, đưa thủ đô ngày càng hội nhập sâu với thế giới mà vẫn giữ chọn bản sắc của một thành phố ngàn năm văn hiến. Chương trình ký ức Hà Nội 70 năm được tổ chức nhằm kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024, diễn ra từ ngày mùng 4 tháng 10 đến 13 tháng 10 năm 2024 tại không gian bích họa phố Phùng Hưng Hà Nội. Đây là sự kiện do ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức nhằm tái hiện không gian Hà Nội giai đoạn 1947, 1954 và tuyên truyền về một trong những chiến thắng có ý nghĩa lịch sử của dân tộc. Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm nhấn mạnh, ý nghĩa lịch sử của ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954. Nhìn lại những thước phim, những bức ảnh ngày mùng 10 tháng 10 của 70 năm về trước, chúng ta thực sự xúc động và tự hào về tinh thần bất khuất, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh của quân và dân Hà Nội, trong đó có nhân dân quận Hoàn Kiếm với truyền thống liên khu 1 anh hùng. Các trưng bày triển lãm và hoạt động diễn ra tại không gian Bích Họa Phố Phùng Hưng từ ngày 4 tháng 10 đến 13 tháng 10 năm 2024, tái hiện không gian Hà Nội xưa trong khu phố cổ Hà Nội, giai đoạn toàn quốc kháng chiến của quân và dân Hà Nội, tới ngày tiếp quản thủ đô qua các không gian trang trí, sắp đặt mô hình khu phố cổ xưa, cổng trào, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Trình chiếu phim tư liệu về Hà Nội nhằm giới thiệu về một trong những giai đoạn lịch sử của dân tộc tới người dân, du khách, qua đó giúp mỗi công dân của quận thêm tự hào và có những hành động thiết thực, ý nghĩa, đóng góp cho việc xây dựng thủ đô. Đặc biệt, quận Hoàn Kiếm đã phối hợp với tạp chí xưa và nay tổ chức triển lãm ảnh tư liệu chủ đề Quận Hoàn Kiếm – Những hình ảnh lịch sử, giới thiệu các ảnh tư liệu của quận Hoàn Kiếm trong một thập kỷ đầy thử thách và vẻ vang. Từ cách mạng tháng 8 năm 1945 tới ngày tiếp quản thủ đô mùng 10 tháng 10 năm 1954 với sự giúp đỡ của nhà sử học Dương Trung Quốc. Đến với chương trình Ký ức Hà Nội 70 năm, du khách được tham gia các hoạt động trải nghiệm, giao lưu với các nhà nghiên cứu về ngày tiếp quản thủ đô, các hoạt động tương tác trải nghiệm, trang phục bộ đội, làm dép cao su, thưởng thức các bài hát về Hà Nội. Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là phần chia sẻ của bà Ngô Thị Ngọc Diệp, cựu chiến binh trực tiếp tham gia tiếp quản thủ đô năm 1954. Bà đã kể lại những kỷ niệm sâu sắc về không khí sôi nổi trong từng gia đình, trên mỗi con phố, ngõ phố Hà Nội trong những ngày lịch sử ấy. Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng chia sẻ sâu sắc về ý nghĩa lịch sử của sự kiện giải phóng thủ đô, cung cấp góc nhìn chuyên sâu về tầm quan trọng của ngày 10 tháng 10 năm 1954 đối với tiến trình lịch sử của dân tộc Việt Nam. Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, không gian bích họa Phùng Hưng được trang trí, sắp đặt mô phỏng khu phố cổ Hà Nội giai đoạn 1947-1954, cổng chào cơ hoa băng rôn khẩu hiệu được bố trí tái hiện không khí Hà Nội trong ngày tiếp quản thủ đô. Các hoạt động trải nghiệm như mặc trang phục bộ đội, làm dép cao su, thưởng thức các bài hát về Hà Nội cũng như tổ chức tạo cơ hội cho người dân và du khách hòa mình vào không khí lịch sử. Ngoài các hoạt động tại không gian bích họa Phùng Hưng, chương trình còn mở rộng ra nhiều điểm di tích do ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội quản lý. Các địa điểm như ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, Trung tâm văn hóa nghệ thuật 22 Hàng Buồm, Trung tâm thông tin di sản phố cổ Hà Nội 28 Hàng Buồm và nhiều nơi khác đều tổ chức các hoạt động và triển lãm chào mừng sự kiện quan trọng này chương trình Ký ức Hà Nội 70 năm không chỉ là dịp để nhìn lại lịch sử hào hùng của thủ đô mà còn là cơ hội để giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước và tinh thần bất khuất của cha ông. Qua đó chương trình hướng tới mục tiêu khơi dậy niềm tự hào dân tộc và khuyến khích mỗi công dân có những hành động thiết thực góp phần xây dựng thủ đô ngày càng văn minh giàu đẹp thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo cảm ơn đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại